Mới đây, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố ông sẽ không tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào, đồng thời thể hiện sự hoài nghi đối với các chương trình tiêm chủng. Trong tuyên bố được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, Tổng thống Bolsonaro cho biết Quốc hội Brazil không có quyền yêu cầu người Brazil phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Bolsonaro đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, so sánh căn bệnh nguy hiểm này như cúm, dù bản thân ông cũng bị lây nhiễm hồi tháng 7.